chồng và Lê Phan, thì những sự kiện như vậy có phải là sự thật hay không? Xin cảm ơn thị trường chị Điền. Cảm ơn anh Toàn Trọng và anh Giang. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiết đang kiếm tài liệu để có thể trả lời anh cách đây đây. Kính thưa các bạn, cách đây độ 5-6 tháng, tôi không nhớ đích xác là tháng nào. Nhớ nói sai tháng thì bảo là tôi quyền nói rất là nhớ ra. Thầy có đành nói là không nhớ tháng nào. Tuổi cũng nhiều, nó phải quên chứ. Thì một hôm, ông Đinh Quang Thái, Đại lý ở Sài Gòn, có mời tôi đi ăn cơm với lại vợ chồng giáo sư Lê Mạnh Hùng ở bên London sang. Thì vợ ông Lê Mạnh Hùng là bà Lê Phan, là con gái của Thủ tướng Phan Huy Quát. Thì tôi đi ăn cơm hôm ấy. Thì ông Lê Mạnh Hùng có nói với tôi, theo ông Lê Mạnh Hùng nói đấy nhé, là ông Hơ Ni chứ không phải ông nhà văn nào đó nhỏ nói đâu. Ông ấy là giám đốc nghiên cứu về Phi Châu và Phương Đông của Đại học bên London, là một học giả rất giỏi trước Việt Nam. Vâng, thì ông ấy mất đi, thì ông để cái tập thơ đấy cho bà vợ của ông ta. Thế gần đây là bà vợ của ông Hơ Ni đi giao cho giáo sư Lê Mạnh Hùng tên nguyên bản. Thế thì ông Linh Hùng muốn gửi cho tôi cái nguyên bản, thế nhưng mà tôi không muốn giữ, là vì còn có cái chuyện với ông Sơn Tùng ở trên kia. Thì tôi mới nói anh Đinh Quang Thái giữ của tôi chuyển về cho ông Đinh Quang Thái. Thì anh Đinh Quang Thái, tôi có sẵn anh Đinh Quang Thái là thôi, đừng có bóc ra, giữ nguyên. Thế nhưng mà đến khi tôi đi xem Hồ Dê Pháp Luân Công, nó mời tôi đến nói chuyện mà. Thì tôi đi, thì khi tôi về thì ông Thái, ông bảo ông nhớ bóc ra rồi. Thế mà tôi bảo thế thì bóc ra rồi, chứ cứ để ở nhà anh, đừng mang đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn sờ vào để mang tiếng độ ô nhiễm với nọ kia mà. Thế nhưng ông Quang Thái nghĩ là thế này, có anh Nam Phật Việt Nam biết đấy. Nhà em bây giờ hai vợ chồng và hai đứa con ở trong một cái buồng, mà hai đứa con em nó hợp cái gì nó xé cái ấy. Nếu mà nó nhớ mà phải như thế mà thì em không nắm chịu trách nhiệm, cứ thả anh. Thế là tôi đành phải nhận thế ạ. Mà cái bản thảo đó là có thật, hiện bây giờ đang ở trong một cái safe box. Thì tôi có một cái ảnh đây, là cái ảnh đấy tôi chụp cùng với bà GDP khi mà đến thử nghiệm. Thì cái ảnh đây là cái ảnh trang bìa đây, nó còn có cả cái vết cắt tên tôi ở dưới cuối cái thơ, tên tôi và địa chỉ ở cuối cái thơ này. Sứ quán này nó cắt đi vì thế mới gây những cái lôi thôi. Họ tưởng làm như thế mà là an toàn cho tôi, nhưng mà tôi xin báo một tin mừng như thế này, chưa chắc được đâu, nhưng có một tin mừng nói thật với các bạn này, nó thật hết. Là cái ông lấy tôi nhìn hai ấy, ông ấy cũng thương hại tôi. Thành ra ông có nói rồi thế này, nếu anh viết chồng lên trên một tờ giấy khác mà, thì với khoa học bây giờ có khả năng thôi nhé, có khả năng là sẽ làm hiện lên tên tôi và địa chỉ của tôi ở dưới cái này, và ông ấy nói là ông sẽ làm free cho tôi. Thế trong tương lai tôi sẽ mang đi tôi làm. Thì mong anh Đoàn Trọng xem cái này, cứ viết cắt đây nguyên vẹn đây. Đại sứ, ông có vô tòa đại sứ không? Thì tôi vô tòa đại sứ rõ rệt chứ không gì nữa. Tôi vô tòa đại sứ, thế mà ra khỏi cổng nó đưa tôi thẳng vào quả lò. Tôi bảo nói thật với các bạn thế này, lúc tôi vô vào tòa đại sứ mà, thì đâu có nghĩ đến cái chuyện sống phải không được, mà nghĩ đến cái chuyện nó sẽ bỏ tù đến chết. Nó bỏ tù đến chết chứ không phải không, chưa làm cái gì cả nhé. Nó mới nghi ngờ tôi làm thơ thôi. Nó đã chơi cho tổng cộng 15 năm rồi. Ông Phùng Cung viết có quyển một cái chuyện con ngựa gà chú Trịnh thôi, nó đã giam ông ta 12 năm rồi. Huống chi cái thư này mà lọt ra ngoài ấy mà, không mong có mày về. Nhưng mà nó còn có trời. Không ngờ tự nhiên Đông Âu Liên Xô nó đổ rầm rầm mà. Thế tôi mới được tha. Nếu không thì tôi cũng đến chết trong tù. Vâng, xin cảm ơn. Chúng tôi vẫn chờ đợi và các bạn đại diện các cơ quan truyền thông, nếu có ai còn có những vấn đề đóng góp với lại anh Nguyễn Chí Thiện, hoặc là có những câu hỏi nêu ra để làm sáng tỏ cái chủ đề của cuộc gặp gỡ báo chí ngày hôm nay, xin mời Bùi Quốc Thuấn một lần nữa làm ạ. Xin mời lên như này. Và chúng tôi xin lập lại chỉ những vị nào là đại diện của các cơ quan truyền thông mà thôi. Ở đây chúng tôi muốn mở rộng thêm ra, tức là cả trên net, thì vừa rồi có một vài người trên net. Xin mời. Đâu có thì giờ mà sẽ là nhiều
Xin chị cũng cho mọi người biết đại diện phụ nữ của Liên minh Dân chủ, và tôi cũng biết anh Thiện và anh rất nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn có một cái thắc mắc, tôi muốn làm sáng tỏ đặng mọi người đừng nghi ngờ gì, là tôi muốn biết ông Nguyễn Chí Thiện khi mà vô tòa đại sứ Anh, anh là người nói giỏi tiếng Pháp, nhưng mà khi ông vô tòa đại sứ Anh, anh đã dùng cái sinh ngữ gì? Bởi vì lúc đó anh không, tôi còn chưa dịch Pháp, mà từ lúc đó tôi hiểu rằng tiếng Anh tôi rất dở, mà tôi không hiểu rằng anh nói với tòa đại sứ Anh như thế nào mà họ biết anh là chống cộng. Xin anh nói cho tôi nghe. Kính thưa các bạn, thì tôi học chữ Pháp thì nhiều, nhưng mà nói là về tuổi trẻ thôi, chứ tôi không bao giờ tôi vỗ ngực tôi là giỏi cái gì cả. Tôi không nói thơ tôi hay, tôi không nói văn tôi hay, tôi không nói tiếng Pháp tôi giỏi, tiếng Anh tôi giỏi. Mà tiếng Anh của tôi cũng học nhiều, là học cả thầy Lê Bá Công, để đi học hồi trung học đó mà. Thì học các quyển gọi là... Thầy Lê Vi Văn đấy, phải không ạ? Sách là person, phải không? Person thì nó ở đó mà, phải không ạ? Cái bài tôi vẫn còn nhớ. The Autumn in the Farm, phải không? Tôi còn nhớ nguyên cái bài đó. Không giỏi, nhưng mà cũng đủ một số từ để mà nói lên cái ý muốn của mình, và nhờ họ đưa người nào phát biểu lần thứ hai nói. Chúng ta còn có một số giờ nữa, vẫn xin tất cả quý bạn đã đến đây, quý bạn có quyền tự do đặt ra tất cả những câu hỏi cũng như những thắc mắc với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Bởi vì từ lâu nay anh đã im lặng, đây là một cái dịp để anh có thể nói trước đám đông, nói với các cơ quan truyền thông, để từ các cơ quan truyền thông đến với lại đồng bào hải ngoại, để làm sáng tỏ một vấn đề mà gần đây nó gây nhức nhối cho những người có lương tâm, còn đang nuôi một cái ý chí để mà gây xây dựng lại đất nước. Xin quý vị, có quý vị nào kháng không nhỉ? À thưa, xin mời... Anh cũng phải khai tên như được. Dạ, tôi là Đỗ Thanh Nhiên. Cái gì là báo thành đăng đấy là cái báo nào? Tôi đọc cho anh Nguyễn Thiện câu hỏi rằng là theo tôi nghĩ vấn đề còn lại là sự liên hệ giữa khoa địa ngục 1, khoa địa ngục 2 và tác giả Nguyễn Chí Thiện. Bởi vì mọi người không có sự chối cãi rằng anh Thiện là tác giả khoa địa ngục 2. Bây giờ xin anh Thiện cho biết sự liên hệ chặt chẽ về nội dung cũng như về văn thức giữa khoa điện mục 1 và khoa điện mục 2, từ đó lòi ra là anh Thiện vừa là tác giả khoa điện mục 2, đương nhiên là tác giả khoa điện mục 1. Vâng, thưa các bạn, tôi xin vắn tắt, và đây là vấn đề văn chương, thì tôi cũng hết sức vắn tắt để mà nêu lên những cái điểm chính là cần cái liên hệ giữa hai tập thơ. Thì khi tôi vừa vào tòa đại sứ Anh xong và vứt vào hỏa lò, tôi đã bị trở về hỏa lò, mà sứ quán Anh nó nhận thơ của tôi rồi, thì tôi rất là mừng, chứ phải không? Thì tôi có làm ngay mấy câu thơ. Thêm mấy chục năm sống nữa tích sự gì, khi uổng phí cả đời thơ tận tuệ, nay ngước lao tù nếu ta ngã quỵ, thơ đã tung trời băng lưới thép bay đi. Tôi đã nói ngay thế từ trong những câu bà Thả Liêm. Thế mà ngay trong tù tôi cũng nói rõ, phải không nào? Tôi đau nước vì lúc này tôi làm được nhiều thơ rồi. Tôi gọi là Hoa Địa Ngục tập 2 màng xuất bản. Trận thứ hai ta lại thắng quân tàn. Một niềm vui an ủi một đời tan. Niềm vui này ta quyết sống đợi trời bạn. Đấy là cái liên hệ. Nhưng mà tôi nói thêm là với các bạn là khi mà tôi ở trong tù ấy, chưa làm cái gì, nhưng mà các bạn mới nghi ngờ làm thơ thôi. Đã đi tù mười mấy năm rồi. Bây giờ công khai chuẩn nó như thế mà. Mà ngoài đi in thơ rồi thì không mong gì về nữa. Cho nên tôi nói cái này, nghĩa là cộng sản chỉ nghi ngờ, loáng thoáng ta làm thơ, chống chế độ mang rợ, tàn bạo và nhục nhơ, nói lên niềm ước mơ, cùng nỗi khổ vô bờ của dân lành héo rũ, đã mười mấy năm tù, nơi rừng rú hoang vu, không xét xử êm vô. Nay công khai là thù, ngang nhiên thẳng tay giáng, vào mặt bác và đảng, một tác như trời giáng, lật mặt trước địa cầu, dưới đáy ngục thảm sầu, ta phen này chìm sâu, nhưng cuộc đời biết đâu còn có trời trên đầu.